xin chào các con, chào mừng các con đến với video của lời giải hay com Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải sách tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Với chủ đề My House Ngôi nhà của tớ Lesson 1 Activity 1 Hoạt động số 1 Look, listen and repeat Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, lắng nghe và nhắc lại Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe xem các em ở trong tranh đang nói gì với nhau nhé. Và các con nhớ, sau mọi câu chúng ta đều phải nhắc lại bằng tiếng Anh. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Unit 13 My House Page 18 Lesson 1 Activity 1 Look, listen and repeat. A. Come in, please? Các con hãy nhắc lại nào. Rồi, chính xác. Come in, please. Xin mời vào. Wow! I like your house. Đấy là các con nhắc lại rồi. Đúng rồi, rất tốt. Wow! I like your house. Wow! Mình thích căn nhà của cậu. Bức sinh P. Where's your bedroom? Các con đừng quên nhắc lại nhé. Ok, giỏi. Where's your bedroom? Phòng ngủ của cậu ở đâu? It's here. Đấy là các con nhắc lại rồi. Đúng rồi, chính xác. Is here. Nó ở đây. Activity 2. Hoạt động số 2. Listen, point and say. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe chỉ vào tranh và nói. Bức tranh A. Living room. Phòng khách. Bức tranh B. Bedroom. Phòng ngủ. Bức tranh C. Kitchen phòng bếp, bức tranh đi, bathroom, phòng tắm. ở mỗi bức tranh các con hãy chú ý vào ngón tay chỉ gần hay là xa bức tranh nhé. nếu ngón tay chỉ gần, chúng ta sẽ nói here, ở đây. còn nếu ngón tay chỉ xa, chúng ta sẽ nói there, ở kia. chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page eighteen. Lesson one. Activity two. Listen, point, and say. A. Living room. B. Bedroom. C. Kitchen. D. Bathroom. Where's the living room? It's here. Where's the kitchen? It's there. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Bức tranh A. Where's the living room? Phòng khách ở đâu vậy? It's here. Nó ở đây. Bức tranh B. Where's the bedroom? Phòng ngủ ở đâu vậy? is here. Nó ở đây. Mô Trinh C. where's the kitchen? Phòng bếp ở đâu vậy? is there. Nó ở kia. Và bức tranh đi. Where's the bathroom? Phòng tắm ở đâu vậy? is there. Nó ở kia. Activity 3. Hoạt động số 3. Let's talk. Hãy nói. Ở hoạt động này thì các con có thể nói cùng với bạn của mình bằng cách dựa vào hoạt động số 2 nhé. Và đây là ví dụ mà cô đưa ra. Where's the bedroom? Phòng ngủ ở đâu vậy? It's here. Nó ở đây. Activity 4. Hoạt động số 4. Listen and circle. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và khoanh tròn vào đáp án mà mình cho là đúng nhất. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát Câu số 1 Các con có nhận ra căn phòng trong bức tranh A và bức tranh B là phòng nào không nhỉ? À đúng rồi, đó chính là phòng khách Living Room Sự khác nhau ở đây là gì các con có biết không? Ok, rất tốt Ở bức tranh A Chúng ta có một ngón tay chỉ rất gần bức tranh, thể hiện rằng nó ở gần chúng ta, như vậy chúng ta sẽ dùng từ here, ở đây. Còn ở bức tranh B, chúng ta có một ngón tay chỉ xa bức tranh. Như vậy nó thể hiện rằng there, ở kia. Tương tự như thế, chúng ta cùng nhau quan sát bức tranh số 2. Ở cả hai bức tranh A và B của ý số 2, đó là phòng ngủ, bedroom. Ở bức tranh A, ngón tay chỉ gần bức tranh. Đó có nghĩa là here ở đây. còn trong bức tranh B, ngón tay chỉ xa bức tranh. Nó có nghĩa là there, ở kia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhé. Page 19 Lesson 1 Activity 4 Listen and circle 1 Where's the living room? It's here. two. Where's the bedroom? It's there. Ok, và sau đây là đáp án của đoạn số 4. Câu số 1 chúng ta có đáp án đúng là đáp án A. Các con có biết tại sao không nhỉ? À đúng rồi, hai bạn trong đoạn hội thoại đã nói Where's the living room? Phòng khách ở đâu vậy? Và bạn còn lại trả lời It's here, nó ở đây. Câu số 2, đáp án đúng là đáp án B. Hai bạn trong đoạn hội thoại đã nói, Where's the bedroom? Phòng ngủ ở đâu vậy? It's there. Nó ở kia. Activity hoạt động số 5. Look, complete and read. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, hoàn thành câu và đọc Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát bức tranh số 1. Căn phòng trong bức tranh số 1 là phòng gì vậy nhỉ? Đúng rồi, rất tốt. Đó chính là phòng khách, living room. Chúng ta có một ngón tay đang chỉ gần bức tranh đó. Bức tranh số 2. Các con có nhận ra đây là phòng gì không? Rồi, rất đúng. Đó là phòng bếp, kitchen. Và một ngón tay đang chỉ xa bức tranh đó. Bức tranh số 3. Phòng này là phòng gì vậy nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đó là phòng tắm. Bathroom. Và một ngón tay đang chỉ xa bức tranh ấy. Và căn phòng số 4 là phòng ngủ. Bedroom. Và một ngón tay đang chỉ gần căn phòng ấy. Như vậy chúng ta có đáp án như sau. Đoạn hội thoại số 1. Một, một bạn nói, where's the living room? Phòng khách ở đâu vậy? Bạn còn lại trả lời, it's here. Nó ở đây. Đoạn hội thoại số 2. Một bạn nói, where's the kitchen? Phòng bếp ở đâu vậy? Và một bạn trả lời, it's there. Nó ở kia. Đoạn hội thoại số 3, một bạn nói, where's the bathroom? Phòng tắm ở đâu vậy? Và một bạn trả lời Is there? Nó ở kia Đoạn hội thoại số 4 Một bạn nói Where's the bedroom? Phòng ngủ ở đâu vậy? Và một bạn trả lời Is here? Nó ở đây Activity 6 Hoạt động số 6 Là sing, cùng hát Bài hát của chúng ta ngày hôm nay có tên là Where is it? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và các con có thể hát hoặc là nhúng nhảy theo nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 19 Lesson 1 Activity 6 Let's sing! Where is it? Here. That is the kitchen. Where's the bathroom? Where is it? It's there. It's there. Đây là phòng khách. Where's the dining room? Phòng ăn ở đâu? Where is it? Nó ở đâu? Is here. Is here. Nó ở đây. Nó ở đây. That is the kitchen. Đó là phòng bếp. Where's the bathroom? Phòng tắm ở đâu? Where is it? Nó ở đâu? Is there. Is there. Nó kia. Nó ở kia. Để tiếp tục với bài học, chúng ta cùng nhau chuyển sang lesson 2. Hoạt động số 1. Look, listen and repeat. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe xem các nhân vật trong tranh đang nói gì với nhau nhé. Và các con nhớ, sau mỗi câu chúng ta đều phải nhắc lại một tiếng Anh. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 20 Lesson 2 Activity 1. Look, listen and repeat. A. This is the living room. Các con hãy nhắc lại nào. Rồi, chính xác. This is the living room. Đây là phòng khách. We change bị. B. Where are the chairs? Tới là các con nhắc lại rồi. Ok, rất tốt. Where are the chairs? Mấy cái ghế đâu rồi? They're in the kitchen. Các con đừng quên nhắc lại nhé. Rồi, giỏi. They are in the kitchen. Chúng ở trong bếp. Activity 2. Hoạt động số 2. Listen, point and say. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ vào tranh và nói. Bức tranh đầu tiên. Tables. Những chiếc bàn. In the living room. Trong phòng khách. Bức tranh số 2. Chairs. Những chiếc ghế. In the living room. Trong phòng khách. Bức tranh số 3. Books. Những quyển sách. On the table. Trên chiếc bàn. Và bức tranh số 4. Lamps. Những chiếc đèn. On the table. Trên chiếc bàn. Page 20. Lesson 2. Activity 2. Listen. Point. And say A Tables in the living room, B Chairs in the living room, C Books on the table, D Lamps on the table. Where are the tables? They're in the living room. Where are the books? They're on the table. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Bức tranh đầu tiên. Where are the tables? Những chiếc bàn ở đâu? They are in the living room. Chúng ở trong phòng khách. Bức tranh số 2. Where are the chairs? Những chiếc ghế ở đâu? They are in the living room. Chúng ở trong phòng khách. Bức tranh số 3. Where are the books? Những quyển sách ở đâu? They are on the table. Chúng ở trên bàn. Bức tranh số 4. Where are the lamps? Những cái đèn ở đâu? They are on the table. Chúng ở trên bàn. Activity 3, hoạt động số 3. Let's talk, hãy nói. Ở hoạt động này thì các con hãy cùng thực hành với các bạn của mình bằng cách dựa vào hoạt động số 2 nhé. Và đây là ví dụ mà cô đưa ra. Where are the tables? Những chiếc bàn ở đâu? They are in the living room. Chúng ở phòng khách. Activity 4, hoạt động số 4. Listen and number. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và đánh số thích hợp vào mỗi bức tranh. Bức tranh A. Các con hãy đoán xem đây là ở đâu nhỉ? À đúng rồi, đó là ở phòng tắm. Bathroom. Bức tranh B. Các con hãy đoán xem đây là ở đâu? Rồi chính xác đó là ở phòng ngủ bedroom vậy còn hai căn phòng trong bức tranh si và đi thì sao rồi rất giỏi căn phòng trong bức tranh si là phòng khách living room và căn phòng trong bức tranh đi là phòng bếp kitchen Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen And number one, where are the lamps? They're in the living room. Two, where are the lamps? They're in the kitchen. Three, where are the lamps? They're in the bathroom. Four. Where are the lamps? They're in the bedroom. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Ở vị trí số 1, chúng ta có bức tranh C Các con có biết lý do tại sao không nhỉ? À đúng rồi, trong hội thoại thì các bạn ấy đã nói Where are the lamps? Có nghĩa là mấy cái đèn ở đâu vậy? Và bạn còn lại trả lời They are in the living room. Đúng là phòng khách. Ở vị trí số 2, chúng ta có bức tranh đi. Hai bạn trong đoạn hội thoại đã nói Where are the lamps? Mấy cái đèn ở đâu vậy? Và bạn còn lại trả lời They are in the kitchen. Đúng là phòng bếp. Ở vị trí số 3, chúng ta có bức tranh A. Các con có biết lý do tại sao không? Đúng rồi, rất tốt. Các bạn trong đoạn hội thoại đã nói Where are the lamps? Mấy cái đèn ở đâu vậy? Bà và bạn còn lại trả lời. They are in the bathroom. Chúng ở phòng tắm. Ở vị trí cuối cùng, vị trí số 4, chúng ta có bức tranh pi. Where are the lamps? Mấy cái đèn ở đâu vậy? They are in the bedroom. Chúng ở phòng ngủ. Activity 5, hoạt động số 5. Look, circle and read. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh. Khoanh tròn và đọc câu mà mình vừa khoanh lên nhé. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát. Bức tranh số 1. Các con có nhận ra hình ảnh trong bức tranh số 1 là gì không nhỉ? À đúng rồi, đó là những chiếc bàn, tables. Còn hình ảnh trong bức tranh số 2 thì sao? Chính xác, đó là những quyển sách Books Hình ảnh trong bức tranh số 3 Tables Những chiếc bàn Và Bà các con, có nhận ra phòng này là căn phòng gì không nhỉ? Ok, rất tốt Đó là phòng bếp The kitchen Vậy còn căn phòng trong bức tranh số 4 thì sao? Rồi giỏi, đó chính là phòng ngủ, the bedroom. Và sau đây là đáp án của hành động số 5. Câu số 1. Đáp án đúng là đáp án B. Chúng ta được câu hoàn chỉnh như sau. Where are the tables? Mấy cái bàn ở đâu? Mời bạn trả lời. They are in the kitchen. Chúng ở trong bếp. Câu số 2. Chúng ta có đáp án đúng là đáp án B. Where are the books? Mấy quyển sách ở đâu? They are on the table. Chúng ở trên bàn. Câu số 3. Chúng ta có đáp án đúng là đáp án A. Where are the tables? Những chiếc bàn ở đâu? They are in the kitchen. Chúng ở trong bếp. Đã bức tranh số 4. Đáp án đúng là đáp án B. Chúng ta có câu hoàn chỉnh. Where are the chairs? Cái ghế ở đâu? They are in the bedroom Chúng ở trong phòng ngủ Activity 6 Hoạt động số 6 Let's play Trò chơi của chúng ta ngày hôm nay có tên là Bingo Và chơi như sau Giáo viên sẽ cho các từ như There, in, on Tables, chairs Worms, living room Bedroom, kitchen và học sinh sẽ kẻ một cái bảng với 9 ô nhỏ và ghi một từ đã cho vào bất kỳ mỗi ô tương ứng. Khi giáo viên đọc bất kỳ từ nào, nếu các bạn có từ được đọc thì hãy đánh dấu x hoặc là dấu tick. Bạn nào tạo được hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo với đầy đủ các từ đã được đọc to thì hô to bingo và đó sẽ là người giành chiến thắng. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với Lesson 3, hoạt động số 1, Listen and Repeat. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và nhắc lại. Trước tiên cô và các con sẽ cùng nhau nghe và sau đó các con hãy nhắc lại bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 22, Lesson 3, Activity 1, Listen and Repeat. ow house. Wow, it's a big house. Các con hãy nhắc lại nào. Rồi chính xác. Oh, house, ngôi nhà. Wow, it's a big house. Wow, đó là một ngôi nhà thật to. Oh. Brown. Wow, it's a brown house Các con đừng quên nhắc lại nhé Rồi, giỏi Ow, Brown, màu nâu Wow, it's a brown house Wow, đó là một ngôi nhà màu nâu Hoạt động số 2 Listen and circle Yêu cầu quà động này là chúng ta sẽ lắng nghe và khoanh tròn vào đáp án mà mình cho là đúng nhất Câu số 1 A. I like a big house Tớ thích một ngôi nhà to B. I like a brown house Tớ thích một ngôi nhà màu nâu Câu số 2 A. I don't like a big house Tớ không thích một ngôi nhà to B I don't like a brown house. Tôi không màu nhà màu Page 22. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. I like a brown house. 2. I don't like a brown house. Ok, và sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Câu số 1, đáp án đúng là đáp án B. I like a brown house. Tôi thích một ngôi nhà màu nâu. Câu số 2, đáp án đúng là đáp án B. I don't like a brown house. Tôi không thích một ngôi nhà màu nâu. Hoạt động số 3, let's chant. Ở hoạt động này chúng ta sẽ cùng nhau nghe và các con có thể vỗ tay hoặc là nhún nhảy hoặc là hát theo nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 22. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Big house. Big house. It's a big house. It's my big house. Come in, please. Brown house. Brown house. It's a brown house. It's my brown house. Come in. ok big house big house ngôi nhà to ngôi nhà to it's a big house đó là một ngôi nhà thật to it's my big house đó là ngôi nhà to của tớ come in please xin mời vào brown house brown house ngôi nhà màu nâu ngôi nhà màu nâu It's a brown house. Đó là một ngôi nhà màu nâu. It's my brown house. Đó là ngôi nhà màu nâu của tớ. Come in, please. Xin mời vào. Hoạt động số 4. Read and complete. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ đọc và hoàn thành những câu còn thiếu. Trước tiên, chúng ta cùng nhau đọc bài này nhé. My name's Mary. Tên của tớ là Mary. Here is my house. Đây là nhà của tớ. This is the living room. And this is the bedroom. Đây là phòng khách và Đây là phòng ngủ. That is the kitchen and that is the bathroom. Kia là phòng bếp và kia là phòng tắm. The chairs and the tables are in the kitchen những chiếc ghế và những chiếc bàn đang ở trong phòng bếp. The books are on the table. Những quyển sách đang ở trên bàn. Như vậy bây giờ chúng ta có thể tự mình hoàn thành hoạt động số 4 này được không nhỉ? Và sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Câu số 1. This is the living room and this is the bedroom. Đây là phòng khách của tớ. Và đây là phòng ngủ. Câu số 2. That is the kitchen and that is the bathroom. Đây là phòng bếp và đây là phòng tắm. Câu số 3. The chairs and the tables are in the kitchen. Những chiếc ghế và những chiếc bàn ở trong phòng bếp. Câu số 4. The books are on the table. Những quyển sách đang ở trên bàn. Hoạt động số 5. Let's write. Hãy viết. Ở hoạt động này thì các con hãy dựa vào hoạt động số 4 mà chúng ta vừa hoàn thành để viết về phòng ngủ của mình nhé. Ví dụ, look at my bedroom. Và sau đó hãy điền những từ còn thiếu nhé. Hoạt động số 6. Project. Dự án. Dự án ở bài học này của chúng ta có tên là My Doll's House ngôi nhà búp bê của tớ. Ở hoạt động này thì các con có thể làm cho mình một ngôi nhà nhỏ hoặc là vẽ một ngôi nhà nhỏ mà bản thân mình mong muốn. Và sau đó hãy miêu tả về ngôi nhà đấy như ở hoạt động số 4 nhé. Bài học của cô ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe và hẹn gặp lại các con những buổi học lần sau nhé. Tạm biệt!